bạn lớn khôn đã trở lại. Ba bạn nhỏ với ba cá tính, ba môi trường sống khác biệt, lần đầu tiên đổi nhà cho nhau, rời xa vòng tay bố mẹ trong 24 giờ, đến với một gia đình mới, làm quen những bạn bè mới, có những trải nghiệm thú vị lần đầu tiên bước tới trong đời. Đáng yêu, thông minh, hài hước. Chuyến hành trình 24 giờ đổi nhà đầu tiên chính thức bắt đầu. Lê Minh, 9 tuổi, sở thích là ăn, ăn và ăn thật nhiều. Mơ ước một cuộc sống mới thật tiện nghi trong một căn biệt thự rộng lớn, có hồ bơi riêng và không bị kiểm soát chuyện ăn uống. Vân Nhi, cô gái nhỏ 7 tuổi, thích làm nông dân nhưng cực kỳ sợ dơ. Mơ ước một căn phòng riêng ngập tràn gấu bông và búp bê. Hồng Ngọc, cô nông dân 9 tuổi với sở thích ra đồng bắt cào cào, keo xuồng hái hoa sen. Mơ ước được sống trong một căn nhà cao tầng ở trung tâm thành phố. Ba mẹ mình rất là nghiêm khắc nếu các bạn làm sai một điều gì đó. Em chưa bao giờ có ba mẹ nghiêm khắc nên em muốn thử có. Mình la cũng được, mình muốn trải nghiệm thử cảm giác nhà có hồ, nhà có hồ. Trời ơi, vậy làm sao? Cô bé Vân Nhiên mơ ước có phòng riêng đầy gấu bông sẽ đến ở nhà của Lê Minh. Cậu bé Lê Minh mơ ước sống trong một căn biệt thự có hồ bơi rộng lớn sẽ về nhà của Hồng Ngọc, nơi có hẳn 3 cái hồ. Còn Hồng Ngọc, cô bé mơ ước được ở nhà lầu sẽ về nhà Vân Nhiên. Rồi bye bye nha. Bye bye. Dặn kỹ lại coi đi sao. Đi không, không không đi thẳng, trời ơi đi đường kia, thẳng cái đường đó luôn. Ừ, đi thẳng thẳng rồi xong tới cái tiệm này, tới chỗ cái tiệm. Ây da, tới chỗ cái tiệm mày cứ đi thẳng đi, tới thẳng đến chỗ cái tiệm, cái tạp hóa bày bừa đồ gì tùm lum, đồ ăn á nha, ăn được á đó. Rồi xong bạn quẹo bên tay này, bên tay này tay trái. Ừ, rồi xong bạn cứ đi thẳng vô đi, bạn cứ đi thẳng vô luôn, thấy bà Mưng cũng đi thẳng vô luôn. Rồi xong bye bye nha. Bye. 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 Nhớ dặn ba mẹ bình luận buồn nha các bạn. Rồi, rồi bye bye. Bye bye. Chú con gấu dễ thương kìa, chạy lễ tối con cơm ngủ. Ừ, rồi chào con. Đây chú kéo em luôn, tự kéo được. Chào cô. Ui, tổng. Vậy là Lê Minh đã gặp các thành viên mới trong nhà, bao gồm bố, mẹ và cô em gái. Trời ơi, con ở đây. Phòng riêng của bạn. À, phòng riêng của Ngọc. Vui không? Có anh tới con vui không? Anh dễ thương phải không? Thôi ngủ đây hả? Này, cũng được. Không sao hết. Không tệ lắm. Không tệ. Đây là lực. Rút điện bàn ủi. Khóa bàn ủi. Tắt đèn. Đào em. Em coi là cái thời khó biểu. Còn để làm cơm, ăn xong rồi chiến. 4:47, 6 giờ là học tiếng Anh. Tắm cho na, tắm cho na. Đầu con ao ước một ngôi nhà có biệt thự, có hồ bơi. So với cái nhà này thì con thấy khác hoàn toàn. Không có hồ bơi. Có hồ nhưng cái thuyền thì
con không biết nó ở đâu nữa. Nhà không có lầu. Xem ra giữa hy vọng và thực tế khác nhau quá xa. Cùng lúc đó trên xe cũng là một nỗi hoang mang khác. Giác của con bây giờ rất là hồi hộp luôn, không thể diễn tả bằng cái nào được. Với lại con sợ. Trong thơ khóa biểu này con sợ nhất là cái câu là 6 giờ 30 đến 6 giờ 45 á, học võ. Tại con không thích học võ. Với lại con nghe là hôm nay sẽ thi. Nhưng mà con có biết gì đâu. Bye bye chú ba. Đây là nhà của Vân Nghiên. Không biết Hồng Ngọc sẽ làm quen với gia đình mới của mình thế nào đây. Cô là Uyên, mẹ của bé Vân Nghiên. Con sẽ ở đây nên mong cô giúp đỡ. Con tên gì? Dạ con tên là Ngọc. Ngọc. Dạ. Và con mời con vào. Chào chị đi. Chị này sẽ là thay chị Vân Nghiên của con nha. Đây là em Tina, là em của Vân Nghiên. À dạ. Là. Nhà con ở đâu? Dạ nhà con ở dưới Bình Quế. Ở đâu? Dạ ở dưới Bình Quế, quận Bình Thạnh đó cô. Ờ, dưới Bình Quế, Bình Thạnh. Dạ. Vậy tới nhà cô rồi có rung mơm. Dạ. Có nhớ nhà không? Dạ, cũng hơi nhớ. Con có muốn lên thăm phòng của Vân Nhiên không? Dạ. Còn đây là phòng của Vân Nhiên, con vào đi. Dạ. Vân Nhiên thì thích nằm trong góc đó. Dạ. Rồi tối thì con sẽ ngủ ở đây ha. Dạ. Rồi có em Tina nữa, em Tina quậy lắm mà con cố gắng con lưu cho em ngủ nha. Dạ. Ngọc ơi. Đây cô giới thiệu, mẹ giới thiệu cho con, đây là anh Phúc. Là anh của Vân Nhiên, anh họ của Vân Nhiên. Dạ. Tí nữa anh Phúc sẽ đi học cùng với con, học võ cùng với con ha. Nè, cho mượn búp bé nha. Kìa, cái gì đó. Hồng Ngọc quả là cô chị gái chu đáo. Em có cảm ơn chị Ngọc không? Thôi để chị giữ cho nha. Con thích không? Y chang suy nghĩ của con. Cô biết làm bánh, cô có nhặt tặng. Em không có hung dữ như em con, nhưng mà hơi lệch một chút. Con không giống là khi mà cô nói với con là cô rất là dữ. Cuối cùng tại một ngôi nhà ở quận 9, mẹ và em gái của Lê Minh đang rất háo hức đón thành viên mới. Gái ơi, dậy đi con, tỉnh chưa? Đi ha. Trong nhà ngoại em có lầu. Ri ơi, Ri đợi chị với nè, Ri dẫn chị vô nè. Chào bà đi. Chào bà. Con rửa mặt ha, xuống rửa mặt cho tỉnh nha. Chị chơi này con, xin có bóp bơi. Con chơi. Không hết có chị hả? Chị chơi với con, chơi trò trốn tìm, chơi đi tìm kho báu. Ở nhà con cũng mới nhiều ước mơ mà con đâu hề chơi đâu. Đây là bà ngoại của em. Em gái của Lê Minh đã được đáp ứng mơ ước của mình nên có vẻ rất háo hức. Đây là mẹ diệu của em đây. Giới thiệu ở dưới đây chứ mình. Dì hai đây, đây là dì hai bên. Đây là phòng quân bên em đây. Ủa cái gì nó cũng màu hồng quá vậy. Ừ, con gái quá. Anh em cũng ở mấy lần. Anh biết rồi. Sách của anh hai em đã là. Sách anh hai em ở nhà ăn được. Đóng luôn. Ủa sao lại để sách ở nhà ăn mà không để ở đây. Em lạ ghê luôn á. Đồ nào phải để chung với đồ đó chứ. Thật tập thì có gì mà nặng nó rồi. Đồ không à.
chưa bao giờ chị ở với cái nhà gì mà đồ đạc tùm lum tùm la hết trơn. Chị bỏ ra tủ để gọn luôn, cái nhà chị nhiều đầm lắm. Đồ đồ như nè. Quá à. Để em thấy chị sợ lắm. Căn phòng này quá nhàm chán luôn con. Nó chẳng có đồ chơi hết trơn. Không có sách để đọc luôn. Với lại đồ đạc để tùm lum tùm la con ghét lắm. Vân Nhiên vẫn chưa thích nghi với thói quen sống của anh chàng Minh. Trong khi đó, tại nhà của Vân Nhiên, Hồng Ngọc đang ăn những miếng cơm vội vã để kịp đến giờ học võ. Vậy tí nữa, ba dẫn con đi học võ. Thôi mình đi chuẩn bị đồ để đi học. Về đây. Về lên. Chặt vô. Thôi mẹ ăn đi học. Rồi, bye con nha. Đi học vui vẻ nha con. Dạ. Hai đứa đi học nha, xong rồi á là ba bận việc nha. Rồi xong rồi chút nữa đi tới cái chỗ cái trạm á đó, đó, thấy chưa? Tới cái trạm nè, đi ra đây tới cái trạm. Đón cái xe buýt số 27 nha. Rồi, chào con. Dạ, con tên là Hà Hoàng Hồng Ngọc. Hôm nay con đi học thay cho em. Con Nhiên. Dạ. Con sẽ vào tập trung với mấy bạn. Ha. Em đặt ngay trước anh. Tuấn Khang. Gia Tuệ. Tuấn Anh. Tịnh Lê Văn Nhiên. Lê Vy. Đủ qua. Con không nghe thầy hả? Dạ hồi nãy thì đọc đọc lớn quá nên con chưa có nghe gì ạ. Con tên là Hồng Ngọc, con học cho em Vân. Giơ tay cao, giơ tay cao, nhón gót lên luôn, nhón lên rồi thở xuống. Rồi, chống hai tay, hít đất. Chống hai tay là động tác hít đất. Rồi, hít xuống, đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Rồi, đá hất cao lên. Đúng rồi. Hất lên. Hất đi, con cứ hất lên, hất lên. Phật khá. Thầy biết dạy đủ trọng. Phật khá. Thầy biết dạy đủ trọng. Trong khi đó, tại nhà của Hồng Ngọc, Lê Minh đang tận hưởng niềm vui với cô em gái mới. Đó, con ruộng này nè. Với lại đồ xịn nữa. Em cũng có hai loại xịn. Cái này bước lên được. Nó có sụp xuống không? Người mập chà bá. Người mập chà bá. Rất là không được thôi. Cãi người ta xoay quay xuống á. Cả trời. Đó nhỏ gì đó. Có an toàn không vậy? Ghê quá. Ủa cái là hơi là rõ ruộng. Anh mới tắm xong á. Cái hồ này bơi được không ta? Chắc nó dơ lắm. Không, nên nó chỉ có sình thôi à. Chứ nó bơi không có được. Để anh vô anh coi thử rồi. Hỏi thử ba em coi là cái thuyền nó thấy không. Đâu? Dưới đây hả? Đây cũng lộn đường nữa chứ. Ê, con chó nó dữ không vậy? Ba em đâu?
Ok, qua được con chó. Chó nhỏ nè. Mấy bạn nhà ít tụi bậy. Có chơi một dụng giảm thức của mấy bạn gà. Đây là mấy bạn gà. Hôi quá hả? Ở đây ỉa không? Ngủ ở đây được không? Dạ không. Cái chòi này làm cái gì vậy? Cái chòi này có dễ nấu được. Nấu là nhưng mà chòi này dùng thường xuyên. Mấy em thường xuyên đến đây để làm cái gì? Dạ, mấy em chơi hay mấy em nấu ăn bãi đây nè. Con gì vậy? Nó có cắn không? Dạ không. Đây, bỏ cho tôi đánh một con dế nữa đi. Hai con dế để đánh nhau. Đá dế hả? Con nào nhìn dữ dữ rồi. Vô. Con này có vẻ manh động quá. Chỉ con đi. Manh động nó quê chơi đã luôn ha. Con dế không mà ha. Cá, nước, chim mà. Uống luôn ha. Con thấy Na sao có dễ gần không? À, dễ. Dễ gần hả? Dễ lắm. Dễ làm quen. Dễ làm quen hả? Còn em con trời khó tính lắm. À em con khó tính. Dạ em Na với lại em ruột của con thì con thấy là con thích em Na hơn. Em Na hiền, ngoan vậy, chỉ nghe lời. Ma Huy con cũng thấy hiền. Với mẹ Hạnh cũng vậy. Ba ruột của con so với ba Huy thì con thấy ba Huy hiền hơn là ba ruột con. Con thích ăn mình, ảnh hiền, ảnh vui tính. Lê Minh và em Tina tình cảm đang thấm thiết thì cô em gái Suri cũng không có gì bận tâm lắm. Bởi còn đang mải mê với một người khác. Coi giờ hỏi cần hỏi cần nói bí mật của anh khoe về ra ngoài chơi. Trời. Nói nghe nè, anh hai em rất biết mà như vậy không ai được. Mấy cái đó chị ghét lắm. Lúc anh hai con á vừa địch vừa thêm ăn nữa chứ. Nó xấu dữ à. Nó xấu anh em mà. Con thích chị. Con chị nhiên ở lại đây làm chị con luôn. Thôi chơi xích đô đi vậy đó, chơi xích đô á. Chơi mạnh đó nha. Chị con biết mạnh đó nha. Cảnh mạnh chơi quải mà. Em phải ngồi đi để chị làm cho. Vững chắc như kia đây. Quá đỡ luôn. Cảm giác mạnh nữa. Mình hết cỡ luôn á. Về ở đây có nhiều cá chị bắt. Chị chưa bao giờ bắt cá. Đây có một con cá nhỏ. À cái con này đúng không? Cái con mà bơi cuối cùng. Ủa mình thò nó xuống nó cắn tay mình có đau không? Không biết, em chưa bao giờ bị nó cắn mà sao không biết. Trong khi đó, Hồng Ngọc vẫn đang phải đổ mồ hôi để hoàn thành bài tập võ. Đâu? Hey! Hey! Đúng rồi, bước lên luôn, ngắn thôi. Hey! Thất cái chân thẳng lên. Bữa nay thầy sẽ kiểm tra những gì hồi nãy giờ chúng ta học. Rồi, Nhiên. Chúng ta tập trong lớp với nhau thì chúng ta không nên đá lên đầu. Cứ canh cái phần màu đỏ đá bên hông. Đá vô bụng đối phương. Được không? Rồi. Có đau. Hả? Không có đau, không có thấm đâu. Bắt đầu. Đá đi. Đó, đúng rồi, đá lên. Con cứ đá lên, đá mạnh dạn lên. Rồi, đúng rồi đó, cứ đá ra Nhiên, đúng rồi. Cứ áp sát. Đúng rồi, nè, đúng rồi đấy. Đó, hở nè con, búp lên. Bay rồi. Đó, được một điểm rồi. Go. Rồi, về chỗ. Rồi, ok. Xong. Có biết là không? Ghi lại. Cứ go. Rồi. Dù là lần đầu được tập võ, nhưng Hồng Ngọc đã nỗ lực hết sức mình để hoàn thành bài kiểm tra và hoàn thành nhiệm vụ mà Quân Nhiên giao cho. Lần đầu tiên đi xe buýt luôn á. Xe 7 tới kìa. Ôi xe 80 trời đất ơi. Ê
kìa, 27 kìa. 27. Ôi trời ơi. Lên thiệt luôn á bà, chứ mất kỳ quá bà. Ôi trời ơi là trời. Mẹ ăn cơm nữa. Mẹ lát con vô ăn xong rửa chén nha. Dạ. Ê, ra chơi đi anh Vân nè. Cẩn thận nha. Giỏi giỏi, hai đứa giỏi. Nhìn hấp dẫn. Dạ, giới thiệu cho con nhớ ha. Cá trê chiên nè. Cái này là lòng gà xào với mớp. Cái này gà, đúng rồi, gà bóp gỏi với chuối cây. Còn đây là bánh tế. Nè, con cầm miếng con chấm thử coi. Ăn cái này ngon. Cái bánh này ngon. À rồi con cứ ăn, con được ăn cái được cái nào cứ ăn. Bánh tép cuốt luôn đúng không? Cuốt luôn đúng không? Con ăn đi na. Con thích rồi, con thích. Thôi để xíu nắng. Nhiều quá. Nhiều quá. Con có từng đi lội ruộng chưa? Là em dẫn. Lúc mà đi nông trại thì con có lội ruộng. Qua nhà ba cứ thoải mái. Có nhiều cái để cho con chơi lắm. Ở đây xuống. Con xuống cái là được ăn nhiều, uống nước đá. Lại muốn làm gì thì làm. Ở nhà mẹ con ra quy luật chặt chẽ lắm, không mang dép vào nhà, không ăn nhiều, không phải dơ. Hai bảy ơi. Ôi, kêu không có nghe đâu. Chú ơi, thiệt thành luôn á. Đâu hên quá, rốt cuộc cũng được đi rồi. Đi lên. Cũng tính ra cái này nó rẻ hơn cái taxi nhiều chứ. Tới chưa ta? Để sao tới? Chúng ta xích lên xíu nó là tới rồi. Nhấn chuông, nhấn chuông. Nhấn chuông. Chuông đây nè. Nhấn không? Là tới. Tới rồi kìa. Tới rồi kìa, nhấn chuông. Trời ơi, chuông nào chẳng bấm trời. Xuống. Xuống để làm gì? Xuống. Đi xuống. Xuống xa. Ơ đẹp. Ơ cái vé xe. Ơ. Ơ không xác vé xe à? Thôi xé luôn đi cho rồi bà. Tới tiệm thuốc tây cuối cùng. Phá mồi, phá mồi. Thôi mẹ mới đi học về. Thôi chào con. Hết rồi. Mệt không? Mời cả nhà ăn cơm. Xem ra cuộc sống mới của Vân Nhiên cũng không dễ dàng như cô nàng tưởng. Cá. Bữa nay con ăn thử đi. Cái kẹo á. Ừ. Ngon lắm. Sao mà không cưng? Ăn đi. Không ăn cái kẹo. Hôm nay con ăn thử đi. Hôm nay bà kho khác. Bà kho ngon lắm, thơm lắm. Con nhìn thấy mẹ sợ. Em ri ăn được nè. Không ăn. Hai đi ngoài. Cảm ơn cô. Ủa Vân Nhiên sao chiều giờ cô chưa nghe Vân Nhiên kêu cô bằng mẹ hả? Ừ, đúng rồi. Không quen thì mình thử đi. Mẹ. Con của cô đi qua nhà bạn khác cũng chỉ kêu cô bên đó bằng mẹ vậy đó. Nhớ mẹ. Ủa con có kêu bà bằng bà ngoại không? Có. Mà vậy con thử kêu cô bằng mẹ thử ha. Ai con cũng gọi được, bà ngoại con cũng gọi được, em Sophie con cũng gọi được bằng em. Nhưng mà với mẹ của Lê Minh thì con lại không gọi được bằng mẹ. Lý do? Con gọi được có không sao nữa. Tại vì con hay gọi mẹ con bằng mẹ, giờ con gọi người khác bằng mẹ. Con có quen nên con không gọi được. Với lại con thấy hơi kỳ kỳ. Cô Diệu không tên khác, không giống mẹ con. Mẹ con khác, cô Diệu khác. Nên con không gọi cô Diệu bằng mẹ được.
cơm cho con em nó ăn nha Vân Nhi. Mẹ ơn chứ con. Từ từ. Con là người đô thị nên là mẹ không có gì được chứ. Mẹ chỉ cần con học là được rồi. Chiếc này là hơi cực rồi đó. Mà làm thì có gọn hay không thì chị không có hứa. Nhưng mà con nói... có rửa chén được hay là đập chén thì chị chưa hứa. Nói với nhà bên đó là nó cho nó rửa mấy cái chén bình thường, đừng có cho nó rửa mấy chén cổ nữa. Nhiều khi lại âm hẳn. Chén lại đi. Trời ơi, nồi có cơm. Ê. Bình thường nhà con có rửa chén phụ mẹ không? Dạ không, chưa bao giờ. Chưa bao giờ hả? Hôm nay là trải nghiệm đầu tiên của con hả? Dạ. Thấy sao, rửa chén có dễ hay không? Dạ cũng dễ, cũng khó lắm. Có thấy vất vả không? Dạ thấy hơi vất vả. Bây giờ thấy đau lưng rồi. Cái này nhẹ mà. Đến thời điểm này, Lê Minh vẫn là anh chàng thích nghi nhanh nhất với cuộc sống mới và gia đình mới. Cái này sắp làm rồi. Chào mẹ. Ơi, nay Bin Bin đi, Bin có vui không? Dạ vui, em ở đây vui tính lắm mẹ. À vậy hả, em trai hay em gái con? Em gái mẹ. Ở bên đó tối nay con ngủ ở phòng của bạn hay là con ngủ chung với lại em? Ngủ phòng bạn á. Trong vòng 24 giờ mà có được một cái cậu con trai như vậy thì rất là hạnh phúc. Thì thấy nếu mà là con mình cũng rất là vui. Thì thấy bé, nói chung là bé cũng năng nổ nè, tính cũng giống giống mình, cũng thích tò mò tìm cái hiểu cái này cái kia. Thì cũng rất vui vẻ hòa đồng. Khi mà có một cái cậu con trai thì mình cũng dạy như những cái dạy bé gái mình thôi. Thì dạy cho bé tính tự lập nè. Rồi cho bé phải biết thiên nhiên nữa, gần gũi thiên nhiên nữa. Thì bé My mình cũng vậy. Mình cũng cho bé ra lội ruộng, ra chèo thuyền, rồi dẫn đi câu cá. Cũng thấy nhớ. Tại chưa có xa con lần nào, cho nên là mỗi lần bước bé đi là cũng thấy rất là nhớ. Dạ con nghĩ là bây giờ ở nhà mẹ là nhớ con nhiều nhất. Nhưng mà con thích ba hơn. Tại vì ba mà ngủ một xíu con và không có ngủ. Mà ba nói vậy với con chứ không biết thiệt hay không. Rồi sao bác sĩ đi, ngồi xuống. Để coi thử coi chết được không. Để chết ở đâu? Dưới đây nè. À rồi hết. Xích cái nè. Rồi giữ thẳng chân lên. Bị gì? Để chết người cho. Nè. Rồi xong. Vân Nhiên là nhỏ hơn. Cho nên cái cách của Vân Nhiên không chững chạc như là vừa Hồng Ngọc. Bé Hồng Ngọc thì rất là chững chạc, rất là chỉnh chu, rất là có cá tính, rất là hòa đồng, hòa nhập vào cuộc sống của gia đình. Hình như là không nghĩ là mình đang ở một cái nhà lạ. Mới tiếp xúc với bé chỉ có vài tiếng đồng hồ, gội đầu cho bé, tắm cho bé, lau tóc cho bé. Nhưng mà tôi cũng có một cái tình cảm dành cho bé. Cái tình cảm đó gọi là gì thì tôi cũng chưa đặt tên được. Thật sự là lần đầu tiên là Vân Nhiên đi đến một người nhà người lạ ngủ qua đêm. Mình cũng hơi lo lắng, không biết là bé có ngủ được hay không. Vậy là buổi tối đầu tiên ở gia đình mới của cả ba bạn nhỏ đã kết thúc với những giấc ngủ ngon, có những bỡ ngỡ và những trải nghiệm mới khi sống cuộc sống của người khác. Các bé sẽ hòa nhập với gia đình mới như thế nào đây? Hãy đón xem vào tập sau! We are friends, dù ngày nắng hay đêm tối đen. We are friends, nụ cười thắm luôn trên khóe môi.